Chào tất cả anh chị và bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 7. Chương trình chào buổi sáng VTV1 có phát một phóng sự có hình ảnh hai bố con mình. Chương trình này có chủ đề là cuộc sống không khói thuốc lá. Không chỉ các cơ quan truyền thông, ngày càng nhiều các cá nhân thực hiện các phương pháp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Những sản phẩm của họ có sức lan tỏa rất lớn, thậm chí thu hút hàng triệu lượt người xem. Anh có một điếu thuốc giả vờ vào mồm nha, xem phản ứng bốn vợ bác thế nào nha. Bố Dương sẽ làm một cái thí nghiệm để cho các bé thấy hút thuốc lá nó độc hại như thế nào. Đây là những clip về tác hại của thuốc lá do các cá nhân đăng tải trên YouTube. Mỗi clip đều thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhưng clip này đã có hơn 3 triệu lượt xem. Còn clip về tác hại của thuốc lá của kênh Em Bé cũng có hơn 1 triệu lượt xem. Những clip này là do chính các cặp bố con tự quay và chia sẻ. Các kênh YouTube có đối tượng xem chủ yếu là trẻ em và gia đình. Vì thế mà sức lan tỏa của nó rất lớn. Có bé nhìn này. Ngay từ khi tạo kênh YouTube thì tôi đã có định hướng phát triển kênh theo chủ đề là vui chơi giải trí và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em. Vì thế clip thí nghiệm là tác hại của thuốc lá là không ngoại lệ. Tôi mong muốn là khi các em nhỏ xem clip thì sẽ có tác động tới những người bố có thể giảm hút thuốc hoặc là bỏ hút thuốc. Trước kia con chỉ được xem trên TV người ta nói về tác hại của thuốc lá, nhưng sau khi được bố làm thí nghiệm thì con đã hình dung ra dễ hơn tác hại của thuốc lá đối với con người ạ. Hiện nay, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá sử dụng rất nhiều hình thức truyền thông đa dạng, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp đến các clip được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Và những clip do người dân tự thực hiện như thế này cũng giúp ích rất nhiều cho việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Chúng tôi đa dạng hóa các cái loại hình truyền thông, báo nói, báo hình, báo viết, rồi trực tiếp và thời đại 4.0 trên những trang mạng xã hội để nâng cao nhận thức của toàn xã hội, cùng chung tay với ngành y tế thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng một môi trường không khói thuốc. Đại diện Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá cũng cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác truyền thông qua mạng xã hội, đồng thời cũng có kế hoạch phối hợp với các kênh truyền thông cá nhân để tăng cường hiệu quả. Cảm ơn chị Ngọc Vân về những tin tức thời sự 6 giờ và hẹn gặp lại chị trong bản tin lúc 6 giờ 30.